Huynh đi Liêu Đông để giết một người tên Giảng Bất Tri đúng không? Đúng vậy. Còn một người nữa tên là Triển Thập Thất. Tại hạ là Dương Ốc Sơn Triệu Ngã Hoàng. Nếu muốn giết bọn họ, hãy bước qua xác của ta trước. Ta thật sự cảm thấy rất đau lòng. Nó là một việc vô cùng nhạt nhẽo. Vậy quân gặp ta là phải rồi. Vì bằng hữu ta thường nói với ta rằng, ở bên cạnh ta sẽ không hề thấy nhạt nhẽo. Hy vọng là như vậy. Để báo đáp ân tình của huynh, ta quyết định dùng tay trái. Xem ra ta phải đa tạ hai quan tiền. Ta là kẻ không muốn nợ ân tình của người khác. Tuy ta rất kính trọng huynh, nhưng điều này không thể thay đổi được cục diện. Ta vẫn phải giết huynh, cũng giống như Bạch Hạc. Bạch Hạc, thân phận thật của cô ta là danh cửu. Cô ta đã phản bội thập sát môn, đã chết thật rồi. Ngươi dự định giết ta trước mặt sư phụ ta. Ta là kẻ luôn muốn thử thách các cao thủ. Trước đây vì là thành viên của danh bộ nên mãi không có cơ hội so tài cùng Bạch Đại Hiệp. Đây là điều đáng tiếc vô cùng. Nếu hôm nay có thể so tài được, chỉ cần nửa chiêu để ngươi xem thử, ta cũng xem như hoàn thành tâm nguyện. Xem ra ngươi vẫn biết đạo lý. Ta chỉ muốn biết Giảng Bất Tri và Triển Thập Thức đã đi đâu. Huynh có thể đã biết rõ. Ta đã thả bọn họ đi thì tuyệt nhiên không thể nói với huynh. Ta tất nhiên hiểu rất rõ. Ta chỉ tiếc một nhân tài như cô cho thập sát môn. Cô đã trung thành nhiều năm như vậy, ta đây rất khâm phục. Ta đây trung thành tuyệt đối với thập sát môn, nhưng trung nghĩa thì khó toàn vẹn. Ta có việc cần làm ý nghĩa hơn. Vậy nên ta đành phải làm trong sạch môn hộ. Người thấy người có thể thắng ta không? Ta sẽ cố gắng hết sức. Là đại đệ tử của Bạch Thảo Chiết Phái Yên Sơn, có được đối thủ đáng gờm như vậy, cơ hội 10 năm mới có một lần, rất đáng quý. Nếu không phải vì ngươi thân mang trọng bệnh, thì chúng ta đã có một trận quyết chiến đến cùng. Ngươi không nói cũng không sao. Ta biết bọn họ sẽ đi đâu. Vậy nên hãy nói cho ta biết tài nghệ của Triển Tứ nổi danh chốn giang hồ. Vì vậy chứ, chỉ cần xuất đao cũng như vậy cả thôi. Nhát dao chí mạng này bị hắn cản lại. Cả quá trình ta đã quan sát rất kỹ. Hắn nhắm vào đầu của ta, tốc độ rất nhanh. Ta ẩn mình trước,
sau đó sẽ nhằm vào phía sau cổ sơ hở nhất mà chém. Nhưng đột ngột thay đổi chiêu thức, dùng phản thủ đao suýt chút nữa là lấy mạng ta. Đao pháp vừa đa dạng vừa linh hoạt như vậy, chỉ có thể là đao pháp phản thủ đao Lý gia của Hàn Nguyệt Sơn Trang. Có muốn đánh nữa không? Huynh không phải chỉ biết chiêu này thôi đấy chứ, ta có bao nhiêu chiêu huynh đều biết cả rồi đấy. Đánh một trận đến cùng đi. Đao pháp mà huynh dùng là đao pháp của Lý gia ở Hàn Nguyệt Sơn Trang. Huynh biết đao pháp mà ta đang dùng. Ta mong đi đến Hàn Nguyệt Sơn Trang một chuyến để giành lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất đao. Tiếc là ta chưa có cơ hội đến đó, thì nghe nói họ đã chết hết cả rồi. Hôm nay huynh thắng ta, huynh chính là thiên hạ đệ nhất đao. Không thể không thừa nhận đấu với huynh thật sảng khoái. Nhưng tất cả những điều này đều kết thúc ở đây thôi. Triệu Ngã Hoàng, hãy ra đây quyết đấu một trận nào. Đừng làm con rùa rụt cổ nữa. Đạo pháp không có mắt, ít chính là nhiều, chậm chính là nhanh, yếu chính là mạnh. Đừng tìm nữa, ta đang ở đây rồi. Thật sảng khoái. Thì ra là như vậy. Trăng đêm nay rất đẹp, nhưng tiếc thay, không thể nào cùng nhau uống ly rượu. Ta thua rồi. Tại sao lại muốn giết ta và giảng huynh?